không? Tu để mà có kinh nghiệm, để mình về quê hương mình giúp đỡ bà con, mình giúp đỡ những người xung quanh mình. Chứ ở xa có nhiều người họ muốn đến đây mà đến không có được, gia duyên rất nhiều. Còn ở gần chỉ đến 5-10 cái số người ta đến được, xa quá rất là vất vả. Cho nên thầy thấy ở ngoài con mà được mấy con được phát triển như vậy nhờ công ơn của sư Tâm Hộ có cái duyên. Cho nên sư đi lỗ cùng hết đem cái cách pháp mà thầy dẫn chỉ giúp cho mấy con hiểu. Hôm nay mấy con được gặp thầy, công ơn của sư Pháp Hộ rất lớn. Vậy mà sư Pháp Hộ còn phải nỗ lực tu, nên sư về đây cố gắng trong những mùa ăn cư kiết hạ này nỗ lực tu, thì đồng thời cũng hướng dẫn cho mấy con vào để gặp thầy. Vì mấy con phải cố gắng, nhất là con là một người xuất gia rồi, phải ráng thực hiện có xứng đáng với cái áo của người xuất gia không, phải ráng nghe lời thầy. Còn các con là tu sĩ phải ráng tu tập cho xứng đáng là đệ tử của tu sĩ của Phật không? Bởi vì mình không theo Phật không? Mà theo Phật phải theo đúng, là con của Phật phải sống như Phật, phải làm đúng như Phật, không phụ ơn người. Mấy con, người đã hy sinh chúng ta quá nhiều, hy sinh cái sự giàu sang vua chúa người ta, hy sinh cái dục lạc thế gian cao độ vậy mà Đức Phật bỏ hết, hy sinh thân mạng 6 năm khổ hạnh các con biết còn xương với da để tìm ra cái chân lý, cái công ơn quá lớn. Hôm nay mà thì thấy cái pháp của Phật mà thì tu được như thế này, công lao của Phật quá lớn. Một con người dĩ nhân hy sinh sự danh lợi, giàu sang, sự dục lạc của mình, hy sinh thân mạng mình để vì loài người ấy. Nếu mà không vì loài người thì ngài cũng làm cái chuyện này được. Cho nên người hy sinh nhiều lắm. Mà bây giờ chúng ta may mắn chúng ta đọc được thánh pháp, những lời Phật dạy, những tiếng kêu tha thiết của mọi đứa chúng ta. Nhưng mà 2700 năm nay giặc bị giặc mất xuống rồi. Bây giờ móc lên mà nếu để một lần giặc nữa mất hết. Con người rất khổ đau. Con nhìn thấy hiện giờ xã hội chúng ta đạo đức đang xuống dốc. Hằng ngày các con đọc báo im, cướp giật, rồi chạy nạn giao thông, xảy ra biết bao nhiêu mất mạng, bao nhiêu tài sản hư hao mấy con. Đó là thiếu đạo đức chứ gì. Nếu có đạo Phật, đạo đức không lầm của mình, của người được từng dùng, từng nơi, có 8 lớp học, người ta giàu, người ta học, người ta không có xảy ra chuyện này đâu. Nhưng mà ai bây giờ họ biết cái đạo đức của Phật như vậy đâu. Đạo đức không lầm của mình, của người, làm gì mà xách cái xe mà chạy ẩu như vậy, để xảy ra tai nạn, để làm chết người mấy con. Không hiểu gì đâu. Còn làm gì mà có người ta cướp giật như vậy, mà giết người như vậy. Đạo Phật đem đến sự bình an cho mọi người. Thế mà bây giờ chúng ta không ráng cố gắng cho bản thân mình sống cái nền đạo đức đó thì con cháu chúng ta ra sao đây? Cho nên cái trách nhiệm của mấy con là đạo xuất gia, mấy con hàng lắm mấy con, trong giai đoạn này là làm sống lại cái đạo đức của đạo Phật, lợi ích cho con, lợi ích cho những người thân của mình xung quanh. Người ta sống đạo đức mới hạnh phúc, chứ sống không đạo đức thì không hạnh phúc. Gia đình bản thân không hạnh phúc, gia đình không hạnh phúc, xã hội không trật tự. Mình sống có đạo đức sẽ đem đến vô lượng thì là hạnh phúc cho nhau. Cho nên thầy ước mong được những cái lời của Phật dạy, những cái đạo đức của Phật được làm sống lại. Thầy mong các con nỗ lực nghe lời thầy, các con tu, các con hãy ráng tu những gì thầy dạy con ra. Mình ráng tu cho mình, nhưng mà mình sự thật ra mình đem lại sự an vui cho đất nước, cho gia đình mình, cho xã hội mình. Và có thể nói rằng cho là thứ. Bởi vì con người là chân lý của con người, mà khổ tập diệt đạo là chân lý của con người. Làm sao mà con người không hưởng cái này mà làm sao có được hạnh phúc được? Chỉ có cái này mới là đem lại hạnh phúc. Cho nên cái người ân, Đức Phật là cái người ân của con người, của loài người. Thầy nghĩ rằng nó làm sống lại, người ta mới thấy được ân của Đức Phật. Bây giờ chúng ta tin Phật là một cái người tu chính, chứ chúng ta chưa biết. Nhưng mà Đức Phật là cái người ân của nhân loại, một dĩ nhân, một người hy sinh cho con người để đem lại cái sự an lành cho con người. Hôm nay thầy lập chủ được bệnh thì dạy với con cũng đơn giản lắm, không cần thuốc thang, không cần gì hết, thế mà vẫn đem lại sự an lành cho nó. Tâm hồn giận hờn phiền não có một phương pháp đẩy lui, làm cho nó bình an, không còn khổ đau nữa. Không phải cái công ơn của Đức Phật để lại những cái giáo pháp này, chứ nếu mà không có là biết ở đâu chúng ta tu với con. Chúng ta cũng chỉ chịu khổ đau thôi, chứ làm sao mà chúng ta chịu. Cho nên công ơn lên lắm, mấy con nhắn tu để đền đáp ơn Phật, tu để nhớ công ơn của người, đền đáp công ơn người, tu để cứu mình, để trợ giúp cho những con cháu của mình sau này có một đường lối, có một truyền thống đạo đức thẳng hòi của dân tộc Việt Nam. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta là những người mà gọi là bảo vệ đất nước chúng ta, có những anh hùng, có những anh thư,
Thế thì chúng ta này chúng ta xứng đáng là người Việt Nam, chúng ta phải nỗ lực thực hiện đạo đức của dân tộc Việt Nam, làm cho chúng ta được. Thế con nghe lời thầy.